สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน Welcome back to K-Band Reaction Channel นะครับhôm nay mình sẽ nói một cái video liên quan đến văn hóa tiếng Thái và ngôn ngữ Thái dành cho những các bạn nào mà các bạn thực sự muốn biết về văn hóa Thái, các bạn thực sự muốn hiểu về ngôn ngữ tiếng Thái thì mình sẽ giải thích trong cái video clip này. Cái đầu tiên mà cái đơn giản nhất mà mình chắc chắn ở đây nhiều bạn đã từng xem video Thái hoặc là đã từng đi du lịch Thái Lan hay là đã từng gặp các bạn Thái nói chuyện thì cũng ชัชวีครับนิราค่ะ các bạn đâu đó cũng nhớ mang máng một cái câu mà các bạn thường hay sử dụng ở cuối câu, đó là khập và khả. Và hậu trong video clip này thì mình sẽ giải thích cách sử dụng của khập khả và mục đích của việc sử dụng nó là như thế nào. Thì khập khả, trước tiên mục đích sử dụng của nó là khập khả thì mình thường sử dụng để nói với những người lớn tuổi hơn, hoặc là mình nói với mục đích là trong văn phòng trang trọng, lịch sự, và hoặc là mình cũng có thể sử dụng khập khả để nói chuyện với những người mà mình gặp lần đầu tiên, hoặc là thậm chí là mình nói chuyện thân mật thì mình vẫn sử dụng khập khả. Thì khập khả này nó khác nhau như thế nào? Khập khả này bản thân nó là để chỉ giới tính của người sử dụng luôn. Ví dụ như nếu mình là con trai thì mình sẽ dùng là khập cuối câu, còn con gái thì các bạn sẽ dùng là khả. Ví dụ như các bạn hay nghe một câu là sawadikap. Sawadikap có nghĩa là xin chào, chỉ ám chỉ đến con trai, tức là con trai chào một ai đấy thì sẽ nói là sawadikap, hoặc là con gái thì là sawadikap, là sẽ thêm từ khả ở cuối câu, nó có nghĩa là xin chào thôi, xin chào bình thường thôi. Hoặc là người Thái người ta sẽ nói, nếu là đã rất là thân mật thì một số người ta có thể bỏ từ khả về khả, người ta chỉ nói là sawadee như kiểu như thế, là xin chào. Thì ngoài ra khả mình còn được dùng để trả lời cho một số câu hỏi như kiểu yes no, như kiểu là ví dụ như bạn có người yêu chưa? Hun mi fan le yang, là bạn có người yêu chưa? Thì nếu là con trai thì có thể trả lời là mi lao khap, là có rồi ạ. Hoặc là nếu là con gái thì trả lời là yang mei mi kha, liu ạ, mi lao kha, là vẫn chưa có người yêu, yang mei mi lao kha, hoặc là có người yêu rồi là mi lao kha. Thì mình mong trong cái video clip này các bạn cũng sẽ hiểu được là khập khả này nó sử dụng như thế nào, và các bạn sẽ sử dụng nó đúng hơn khi gặp các bạn Thái Lan, hoặc là muốn chào diễn viên hoặc là ca sĩ nổi tiếng Thái Lan thì các bạn có thể sử dụng là, đối với con trai thì sẽ sử dụng là sawadikap, hoặc là con gái thì là sawadikap, đừng có như kiểu, hoặc là thậm chí là các bạn là ví dụ như các bạn gay hoặc là lesbian hay là người chuyển giới thì các bạn sẽ sử dụng như thế nào. Thì theo như mình biết thì thường những các bạn người chuyển giới thì người tiếng Thái gọi là cả thời, hoặc là các bạn gay hoặc lesbian, mình nói trước về các bạn chuyển giới đi, là thì tiếng Thái gọi là cả thời, và lesbian thì thường người chuyển giới trước đi thì người ta sẽ sử dụng cái ngữ là khả. Còn một số bạn gay ấy, gay mà như kiểu gay mà gay về thích về kiểu phái nữ thì các bạn sẽ sử dụng cũng là cái ngữ là khả, là tùy theo đôi lúc. Còn một số bạn thì người ta vẫn thích sử dụng là khập. Vâng, ok, thế thì bây giờ mình đã giải thích xong về cái video clip này. Video clip tiếp theo thì mình sẽ giải thích chi tiết hơn về ngôn ngữ tiếng Thái cũng như văn hóa Thái Lan. Cảm ơn mọi người đã xem video clip này. Nếu các bạn có thích video clip của mình thì các bạn vui lòng share cho mình nhé. Và đừng quên subscribe link của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Khóc khôn ma cái đồ video clip khổng tuần trộm nha khab. Là bỏ ngoa thúc khôn cho video khổng phỏng nha khab. Khóc khôn ma khab. สวัสดีครับ